Trời ơi. Đây. Đó. Mày đó luôn. Không được, đừng có chạy lên. Mày đó mày đó quá đó con ấy giật ấy, ấy giật con nào thấy giật chứ đi. Cái này đâu lấy quăng lại đây tôi lụm dễ hơn quăng đó đó. Quăng đại đây nè dễ lụm hơn. Rồi.
Tám ảnh ảnh nói cho lóc qua nó cái lóc tám cá lóc đó. Mày mới thấy cá mà chẳng bự. Con đầu đàn đó. Đôi đi cho chắc họ lẫm luôn cái vật á. Mẹ mày, mẹ không xuống đi. Cái ấy lên đi, cái điện đi đổ ra lửa. Mẹ, đổ đi đó. Lửa gì nữa? Ủa nãy bên đó không có lửa cái nào hả? Chưa. Không có nãy không có lửa. Chốt rồi nè. Bảy ác con mày ơi, tay tôi rút tay đừng ngộ tôi bưng lên. Nâng lên cho nó xa lên. Trời anh chứ anh. Mà làm cơ bắp dữ. Không dữ sao mà đụ nữa, kêu mấy chèo chết hết vậy. Hả? Chơi mà nó có chết thằng nào đó. Không chết thằng nào cũng kìa. Hai đó mũi kêu rồi, nổi vậy đây, xạo xạo, quánh hai đó. Cũng không quá thấy chèo, cái ham mà chèo. Không thấy mà chết. Ê! Ê! Thấy làm gì? Coi nó đi làm gì vậy? Ê, không cá đó. Đây giờ nó lại làng chứ. Em lấy viết đi vô cái đây. Vô cái đi có gì bất công nữa. Ai cầm vậy? Mày đổ anh em cho mày chục ký không thành vấn đề nữa. Thôi, cầm giác đi cho đủ luôn đấy. Mua bán đúng không?
Ừ. Ủa bội đâu cho mày. Hả? Bắt ba mày đâu? Thật có hết rồi. Có gì gì mười? Con vô nó ngủ cho vậy. Trời ơi, chết. Quá con cao nó đứng.